chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Phù Đồ Tháp. Holic Audio, chương 20, không ngoại âm. Âm lâu rất được tôn kính ở tiêu phủ, bởi vì chủ tử thường không về phủ, cũng không chịu để ai hầu hạ bao giờ. Bây giờ có nàng đến, dù hạ nhân không biết ngọn nguồn ra sao, nhưng tất nhiên vẫn rất ra sức tận tâm. Tiêu Đạc đúng là một thái giám biết săn sóc tỉ mỉ âm lâu ôm túi tiền do hắn phái người đưa tới, lắc lắc túi ước chừng cân nặng, cười nói vui vẻ với Đồng Vân, có khi phải tới 22-23 lượng, bây giờ chúng ta giàu rồi. Quả thật lúc trước nghèo đến rất mồng tơi, khi ở Thái Lăng bày trò cáo mượn oai hùng, nhưng thực ra nàng chỉ còn vài lượng bạc phét túi, túi tiền còn kẹp lép hơn cả cái bụng cơ. Bây giờ chuyển tới đây, tiền bạc lại lập tức dư giả. Nàng biết ý tứ của tiêu đạc, nhà cao cửa rộng không lo không có chỗ tiêu tiền, bọn hạ nhân lui tới, ban thưởng này kia vẫn là cần thiết. Có thế mới không khiến bọn họ cho rằng nương tử mới tới keo kiệt, sai khiến cũng dễ dàng hơn. Phát thưởng hết cho những người hầu hạ xung quanh, âm lâu lại cảm thấy xấu hổ, em xem chúng ta nghèo có tiếng trước mặt tiêu trưởng ấn, chắc chắn là do tên cao tòng kia lắm lời mách lẻo chúng ta nợ nần khắp nơi, thế nên hắn mới sai người đến đưa tiền cho chúng ta. Rồi xấu hổ bưng mặt, sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa. Đồng Vân khuyên ngủ, không sao đâu chủ tử, đến cái mạng cũng là do hắn bố thí, bây giờ bố thí thêm chút tiền cũng đâu tính là gì. Nhìn quanh trái phải không có ai, lại nói, chủ tử đừng tưởng hắn đang cho không, đây là tiêu trưởng ấn tính kế dài lâu, hắn thấy chủ tử là cái mỏ quảng tốt có thể khai thác được, sau này đào ra vàng bạc châu báu, còn lo không thu được cả gốc lẫn lãi sao. Giống như địa chủ cho vay ruộng vậy, đến cuối năm rồi kết toán một thể. Địa chủ đốc chủ chỉ khác nhau một chữ thôi, thực tế gần giống nhau được đồng vân khai thông tư tưởng âm lâu cũng thoải mái lên không ít dù sao cũng nợ hắn sẵn rồi sau này hắn có cần đến nàng nàng cứ việc dốc toàn lực giúp đỡ là được lá cây đan sen ngoài cửa sổ nàng đứng bên cửa ngắm một hồi nhớ đến người nhà thở dài ta tiến cung sống giờ chết giờ đã lâu như vậy mà không có ai tới thăm ta có lẽ mọi người đều tưởng ta chết rồi gốc gác của nàng đồng vân đều biết nàng đúng là tiểu thư của bộ thái phó nhưng lại không phải con của chính thê mà là con của vợ lẽ. Mẫu thân qua đời khi nàng 6 tuổi, sau đó nàng được chuyển sang cho thái thái chính thất nuôi nấng. Vị thái thái kia có một con gái tên Âm Các, lớn hơn nàng nửa tuổi, tính tình ngang ngược còn chưa nói, lại luôn luôn được cưng chiều hơn nàng, dù sao đây cũng là lẽ thường tình. Âm Lâu cứ hèn nhát như vậy mà lớn lên, lớn lên rồi gặp đúng lúc trong cung tuyển tú, lại hèn nhát thay Âm Các vào cung. Quả thực trong lòng nàng có chua xót nhưng cũng không đến mức oán trời oán đất, tựa như bị vấp ngã đập đầu một cú, ngã xong liền quên hết mọi chuyện không vui, cũng quên luôn những ủy khuất từng chịu đựng, cam tâm tình nguyện gọi đại thái thái một tiếng, mẹ. Chỉ là nhiều khi nhớ nhà đến quay quát, lại chẳng có ai tới an ủi, đành đứng ngây người trước cửa sổ một mình. Đôi mắt nàng khẽ đỏ lên, nhưng chỉ một làn gió thoáng qua, nói hai ba câu vui đùa, nước mắt cứ thế mà khô đi. Khi ấy mới tiến cung luôn phải đề phòng người khác, chỉ sợ người ta nghe ngóng được bộ ra lấy nàng ra làm thế thân cho đích nữa nhưng bây giờ ở trong tiêu phủ cho dù tiêu đặc có biết cũng chẳng sao bởi vì người hoàng đế nhìn chúng là chính nàng chẳng liên quan gì đến xuất thân của nàng hết chủ tử đừng mãi thương nhớ cái nhà đó nữa sau này chúng ta yên ổn rồi tiền đồ vô lượng bọn họ vào kinh dập đầu trước mặt chủ tử chỉ mong được chủ tử liếc nhìn một cái chúng ta còn chẳng thèm để ý ấy chứ đồng vân căm giận nói khi ấy nhà em quá nghèo không thể nuôi sống nổi tường ấy đứa con mới đành đưa vào cung. Phàm là những nhà chút quan hệ, nào có ai không tìm cách giúp con gái mình trốn đi. Nhà chủ tử thì ngược lại, lão thái gia làm quan trong triều, còn không biết bệnh tình hoàng thượng trầm trọng thế nào, không biết đợt tuyển tú này là vì mục đích gì sao. Vậy mà vẫn đưa chủ tử đi làm thế thân, chẳng phải là đẩy chủ tử vào hố lửa. Chủ tử không phải con của đại thái thái thì thôi, chẳng nhẽ còn không phải là con của lão thái gia nữa chắc âm lâu không muốn ghi thù bởi vì ai mà chẳng có chỗ tốt chỗ xấu nàng rũ khóe miệng nói cha ta không quản việc nhà mọi thứ trong nhà đều do thái thái định đoạt cha ta rất sốt khi ta phải vào cung trong lòng cha ta đau buồn còn tiễn ta một đoạn rất xa chỉ chút ân đức còn con mệt cho nàng gặp ai cũng kể ngây ngốc cảm động suốt bao nhiêu lâu đồng vân cười nhạo đó là vì ông ấy hổ thẹn với chủ tử vừa trông mong chủ tử có được cái phân vị tốt lại sợ chủ tử tiền đồ chưa rõ. Rốt cuộc cũng là cốt nhục của mình, nếu chết thì cũng vẫn phải đau lòng thôi. Người này sao có thể không chút lưu tình đến vậy, Âm Lâu lườm nàng, em không thể để cho ta dễ chịu một chút được sao? Đồng Vân đang bận cho chim chóc ăn uống, căn bản không rảnh nhìn nàng, chủ tử đừng giả vờ nữa, kỳ thật trong lòng đều biết rõ, hà cớ gì phải giả ngu giả ngơ lừa gạt chính mình. Đồng Vân nói đúng, Âm Lâu trông thì khù khờ, thực ra nàng khá thông minh. Nhưng sống trên đời này, vừa không lừa được người khác vừa không lừa được chính mình thì sẽ khó khăn lắm. Cho nên nàng muốn tự gây mê bản thân một chút, tự mình an ủi ít nhất cha vẫn yêu thương nàng, nếu không làm vậy, nàng sẽ hận tất cả mọi người trong nhà, cuộc sống này đâu còn ý nghĩa. Các nàng đang nói chuyện, ngoài cửa có người rảo bước tiến vào, còn chưa kịp thay quan phục, vẫn mặc mãng bào xanh nhạt của thái giám, hai tay chắp sau lưng, hắn giọng lé mát, đúng là vừa kịp xem trò hay không ngờ nương nương vậy mà lại không phải đích nữ của bộ thái phó. Tùy tiện tiến cung thế này, nếu chẳng may bị điều tra ra, đến lúc đó cả nhà mang tội. Nương nương có hận bọn họ không? Nếu hận, thần sẽ dâng một quyền tấu trương lên, đem vị trốn tiền tú kia của bộ thị đưa vào thái lăng thủ lăng, còn nương nương có thể quang minh chính đại tiến cung nhận thủ phong, vậy là đẹp cả đôi đàng. Hai chủ tớ thấy tiêu đạc tới, đồng vân vội tổn an hành lễ, hắn xô tay bảo miễn, quay lại vái chào âm lâu thần thỉnh an nương nương âm lâu bị dọa phát ngốc đứng đờ ra đó nửa ngày kinh ngạc nói hán thần sớm như vậy đã quay về rồi hắn cười nói phủ đệ này mới xây xong nửa năm thời gian thần ở lại chưa bao giờ vượt quá ba ngày nhưng bây giờ có nương nương trong phủ không dám dối gạt nương nương tiêu mỗ nóng lòng về nhà hắn chiếm tiện nghi nàng ngoài miệng cũng không phải một hai lần không khiến nàng ngượng chín mặt thề không bỏ qua quả nhiên hai má âm lâu ửng lên, nhưng nàng không rảnh lo chuyện đó, lắp bắp nói, chúng ta nói cho rõ việc này đã, vừa rồi ngài nói muốn dâng tấu, ta thấy không cần đâu. Một mình ta bị tội đành thôi, âm các đã hứa gả rồi, để nàng được yên lành gả chồng đi, đừng gây tai họa cho nàng làm gì. Chính mình thành ra như vậy rồi, vẫn còn quản sống chết của người khác. Tiêu đặc xoay người, kéo ghế bành ngồi xuống, thuộc hạ chạy tới dâng trà, hắn khẽ miết ngón tay qua cái ly vũ quá thiên thanh, sóng mắt đảo qua gương mặt nàng, lại cười nói, thần không tin nương nương không có một chút oán hận nào, trong lòng có hận thì cứ phát tiết ra, thần sẽ không để nương nương chịu ủy khuất, chỉ cần một câu của nương nương, bộ gia sẽ lãnh đủ. Trong nụ cười của hắn ẩn chứa nét hiểm ác, hắn biết chính mình không hề nói giỡn, nếu nàng đồng ý, ngày mai hắn có thể đem cả nhà bộ ngự lỗ nghiền xương thành cho. Nàng hoảng sợ xô tay, không không, đó là gốc gác của ta, ngài hủy hoại bộ thị rồi, ta sẽ biến thành cái dạng gì. Đây là chuyện nhà ta, không dám để hán thần nhọc lòng. Hơn nữa cũng không phải chỉ một lần chịu thiệt, ta sớm đã quen rồi. Hắn nâng chén trà lên che đi nụ cười chào phúng, ngân nga nói, tâm điện nương nương thật tốt, chính mình bị hại vẫn muốn thành toàn cho người khác, nhưng đích mẫu và tỷ tỷ nương nương có nhớ đến chỗ tốt này không? Chỉ e là đang thoải mái hưởng thụ mà thôi. Lời này không cần hắn phải nói, bọn họ mà cảm nhớ nàng thì đúng là mặt trời mọc đằng tây nàng cũng có chút buồn bực nhưng chỉ một chốc lại nghĩ thông suốt ngồi xuống giường nói thầm bọn họ đối xử với ta không tốt nhưng cũng coi như không quá xấu khi ta ở nhà vẫn được ăn uống đầy đủ quần áo trang sức cũng không thiếu thứ gì chỉ vì chuyện nhỏ như vậy đã trả thù người ta trong lòng ta sẽ dai dứt đồng vân thốt lên chuyện này mà còn nhỏ sao chủ tử đúng là vừa lành xẻo đã quên đau chủ tử đã quên lúc bị treo cổ như treo thịt khô rồi nếu không phải tiêu trưởng ấn cứu bây giờ chủ tử đã nằm yên dưới mồ kìa thì chẳng phải ta không chết đó sao nàng hướng về phía tiêu đặc cười a dua ta cũng là nhờ họa được phúc nếu không tiến cung ta cũng sẽ không thể quen được hán thần ngài có thể thấy hết thảy đều được định mệnh an bài ta không oán hận người nhà ta cảm kích bọn họ còn không hết nếu nàng đã không thèm để ý hắn cũng không việc gì phải truy cứu mỉm cười, nương nương quả là khéo lời, là thần nhiều chuyện rồi. Đành vậy, đánh gãy xương vẫn còn dính ngân, thần cũng biết bên trong còn điều khó xử, nương nương không muốn nhắc đến thì thần cũng không nhắc đến. Lại hỏi, nương nương đã dùng cơm chưa? Thần vừa đặt mua một bàn tiệc, nương nương sẽ nể mặt thần chứ? Đánh gãy xương vẫn còn dính ngân, nghĩa là tuy chia lìa nhưng không thể đoạn tuyệt. Hắn cười khẽ, ngữ khí thương lượng, nhưng bàn tay đã đưa tới trước mặt nàng nếu đã vậy, âm lâu chẳng thể cử tuyệt, chỉ đành giả là nói, một mảnh tâm ý của hán thần, nếu ta không đi thì thật không hay. Nàng lề mề không đặt tay lên tay hắn, nắm chặt khăn tay tự đi ra ngoài, đi ra tới hành lang mới phát hiện ra mình không biết hoa sảnh nằm ở đâu, đành chờ hắn tới dẫn đường. Đồng vân vốn cũng định đi cùng, lại bị tiêu đạc giơ tay ngăn lại, trước nay nhà ta dùng cơm không cần người đứng hầu bên cạnh, hoặc là ngồi xuống cùng nhau ăn, hoặc là tránh ra thật xa đúng là lãnh khốc vô tình, muốn ngồi ăn cơm cùng bàn với hắn, đừng nói là đời này, đến kiếp sau e cũng không đủ tư cách. Đây là nói không cần ngươi đi theo, Đồng Vân không còn cách nào, đành nhìn theo chủ tử mình qua ô cửa sổ, càng nhìn càng thấy nàng giống như miếng thịt đam nằm trên thớt. Nàng cũng là một người đáng thương, bị hoàng đế nhìn chúng thì cũng thôi, lại còn bị thái giám tới xem náo nhiệt, chỉ sợ mấy ngày này sẽ không dễ sống. Dù sao tiêu đạc cũng vẫn kiêng rè hoàng đế, không dám làm gì nàng, nhưng khẳng định là không thể thiếu chấm mút sau lưng. Nữ nhân yếu đuối, bị chiếm tiện nghi cũng đành cam chịu, dần dần coi hắn trở thành chi kỳ, không biết chừng lại dẫm lên vết xe đổ của Vinh An Hoàng hậu mất thôi. Tiêu đạc không phải người tốt, âm lâu biết điều này, nhưng biểu hiện ngoài mặt của hắn thực sự rất tốt đẹp, luôn khiến người ta trở nên nhẹ giả, kỳ thực đều là giả dối. Không hai mặt đã không phải thái giám, cũng có những thái giám trong căn nghĩa đảm, nhưng nàng có thể khẳng định chắc chắn không phải hắn, bởi vì những thái giám ngay thẳng nào có chuyện chồng ghẹo người khác như bây giờ. Nương nương, hắn có chút u oán nhìn nàng, nương nương đây là... Đây là biểu hiện không được thoải mái, âm lâu thầm kêu gào trong lòng, nàng ngột ngạt đến phát hoảng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, ai bảo nàng đang ăn nhờ ở đầu chỗ hắn. Hắn đang đỡ cánh tay nàng, có thể để im một chỗ không động đẩy không? Có thể đừng chốc chốc lại vỗ nhẹ lên không? đây không là đùa giỡn thì là cái gì hắn ngụy trang hầu hạ đối xử như vậy với nàng tuổi nàng còn nhỏ chịu sao nổi chọc ghẹo của hắn nàng rút tay ra sau lúng túng nói hán thần bây giờ chúng ta đang ở trong phủ ngài không cần phải làm theo quy củ trong cung nữa đâu Ngày 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 đều bận bịu vừa tư lễ giám vừa đông xưởng về nhà còn phải chăm sóc ta trong lòng ta bứt rứt khôn nguôi hắn không nói gì cứ nhìn nàng chằm chằm nhìn đến nỗi lông tơ của nàng đều dựng đứng tim gan đều cuộn vào nhau. Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, nàng thực sự không chống đỡ nổi, ngượng ngùng nói, hắn thần, tuổi ta còn nhỏ. Hắn ừ một tiếng, thần lớn hơn nương nương 7 tuổi. Nàng nuốt nước bọt, cho nên ta không thể để ngài hầu hạ, hay là đổi thành ta hầu hạ ngài đi. Để ta tới đỡ ngài, có được không? Hắn cười rộ lên, híp mắt, ánh nắng ngày xuân trong suốt như thủy tinh, nương nương có biết hầu hạ thái giám là người thế nào không? thực ra thần nghĩ, đáng tiếc mình không có phúc khí tốt như Diêm Tôn Lãng. Nương nương là người hoàng thượng nhìn chúng, thần luyến tiếc trong lòng nhưng vẫn đành nhịn đau từ bỏ. Hay là nương nương không muốn đi theo hoàng thượng, nguyện ý ở lại bên thần. Hắn nửa thật nửa giả, chăm chú nhìn nàng, nàng cảm thấy chẳng có gì đáng cười, trái tim chĩu xuống, cũng không biết có chỗ nào không đúng, hấp tấp quay mặt đi, chỉ nói, hắn thần đừng như vậy, mạng ta quả thật là do ngài cứu nhưng ngài không thể cứ vậy mà chế nhạo ta. Nụ cười hắn cứng lại, thấy nàng định bước đi, liền vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, là thần vô tâm, vừa rồi chỉ là thuận miệng, khiến nương nương không thoải mái sao. Âm lâu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xuyên qua tán lá, trời trong không một gợn mây, xanh biếc thăm thẳng, xanh đến nỗi say lòng người. Nàng lắc đầu nói, không phải ta không thoải mái, ta tự biết ngày hôm nay ta ở trong phủ ngài là vì cái gì rồi sẽ đến lúc ta phải vào cung, ta đã sớm có chuẩn bị, hắn thần không cần nhắc nhở ta. Thần không có ý đó. hắn chậm rãi buông nàng ra, dường như trong lòng trùng xuống, tự biết mình thất thố, vội thu lại tâm trạng, nói: nếu nương nương không thích, sau này thần sẽ tự kiểm điểm. chẳng mấy chốc đã đến nơi, hoa sảnh đã ở ngay phía trước, mời nương nương đi theo thần. cơn giận của nàng tiêu bớt, tiêu đặc là người như vậy, dù hắn đã uyển truyền cáo lỗi nhưng lại khiến nàng ấy náy không thôi. Hai người kéo dài khoảng cách, tựa hồ tay đều cứng lại. Hắn dẫn đường đi phía trước, nàng lẽo đẽo theo sau, vài lần muốn tới gần hắn, lời nói đến miệng lại do dự, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống. Phù đồ tháp Hồ Lích Audio Trường 21 Cảm Quân Linh Hoa sảnh không lớn lắm, hẹp một trường lưu, hai phía nam bắc đặt hai chiếc giá, trên giá bầy hoa lan đủ các màu. Âm lâu cùng hắn bước vào, hương thơm lạ lùng quẩn quanh mũi nàng, nàng ngửi ngửi, tiện thể lấy cơ nói chuyện cùng hắn. Hắn thần thích hoa lan sao, trông tươi tốt quá, nàng cúi xuống ngắm một đóa huệ lan, cánh hoa màu vàng nhạt, ở viền cánh hoa lại là một dải màu tím, càng tăng thêm vẻ là lướt tinh xảo. Nàng lầm bẩm nói, trước kia ta cũng từng trồng, trồng một chậu rất lớn, chăm bẵm nó sống qua tận mấy mùa đông. Sau này âm các nhìn chúng nó, thưa dịp tiết hoa chiêu ngày đó ta không có ở nhà, thầm bê đi mất. Tiết hoa chiêu, ngày trăm hoa đua nở, thường là ngày 12 tháng 2 hoặc 12 phần 5 âm lịch hàng năm. Khi nói lời này, trên mặt nàng mang theo nụ cười bất đắc dĩ, nhìn ra được vẻ không tình nguyện, nhưng cũng tựa hồ chẳng có giận dữ gì. Nàng không phải người giỏi diễn tả vẻ thê lương, bị đối xử bất công một hồi, phiền muộn đôi chút cũng liền thôi. Tiêu Đạc mời nàng ngồi, rót cho nàng một chén rượu, hỏi nàng, đồ vật mình yêu thích bị người khác đoạt mất, nương nương không thấy buồn sao? buồn bã đâu làm được gì trước kia ta cũng khóc nhưng khóc xong chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào lại còn tức ngực muốn chết âm các vừa rơi nước mắt liền có một đống người tơi dỗ ta thì không bởi vì mẹ ta mất sớm ta là do nhũ mẫu nuôi lớn có thể là vì ta không khiến cho người khác yêu thích ta nhớ rõ chỉ cần ta vừa lên tiếng bà ấy liền cách áo véo ta một cái véo ở trên lưng ta cũng không nhìn thấy được có bị bầm tím hay không cũng không dám nói cho cha ta cho nên ta tự mình thức thời hạ quyết tâm không thèm khóc lóc nữa. Nàng nói xong, bưng chén rượu lên nhấp một ngủ, hơi rượu cay cay, nhưng một lát sau lại phai đi, lưu lại vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nàng cười nói, rượu này ủ thật ngon, nếu mùa hè được uống thả ga, ta có thể uống hết một vò. Uống nhiều quá sẽ say, thứ rượu này nếm một chút thì được, quá nhiều sẽ không tốt đâu. Hắn nâng tay áo tỉ bà lên gắp thức ăn cho nàng, vẫn dịu dàng nói, nếu nương nương có thể ở trong phủ thần đến tháng 8, chờ đến lúc cua béo lên, chúng ta uống rượu ngắm trăng, vậy mới thú vị. Chỉ sợ hoàng thượng không đợi được đến khi ấy, thần dự định năm nay sẽ ăn tết cùng nương nương, không chừng vạn tuế ra ở dưỡng tâm điện cũng đang nghĩ vậy cũng nên. Hắn nâng chén rượu lên, thần kính nương nương, nương nương cứ tự nhiên. Âm lầu đáp lễ hắn, hai người yên lặng đối ẩm, ngoài cửa sổ có con chim bay qua, tiếng, chip, kéo dài vang mãi trong không trung. Nàng quay đầu nhìn cảnh xuân bên ngoài, thời tiết tháng ba đúng là đẹp nhất ngoài vườn có hai cây đường kê trà cây vươn tới trước cửa sổ hoa lá đan sen nhau lấp lánh dưới ánh nắng càng ngắm càng đẹp tiêu đạc chú ý nhất cử nhất động của nàng trong lòng thầm thở dài kiểu tính tình chây lười này quả thực không thích hợp để sống trong cung nhưng nếu không màng tranh đoạt chẳng mấy chốc cũng sẽ bị lãng quên hắn buông đôi đũa gỗ xuống lấy khăn lau miệng nói hôm qua vừa hết tam kỳ của đại hành hoàng đế các thái phi còn lại đều đã di cung phụng dưỡng, hoàng thượng cũng đã hạ chiếu sắc lập hậu phi, trương thị là nguyên phối của hoàng thượng khi còn long tiềm chưa lên ngôi, phong hậu là lẽ đương nhiên. Còn lại hai vị chắc thất được phong phi, còn vị trí quý phi vẫn để không, đối với nương nương mà nói đây là một thời cơ rất tốt. Âm lâu nghe hắn nói vậy thì quay đầu lại, ngạc nhiên nói ý của hán thần là muốn ta đi tranh vị trí kia. Thân phận ta thế này, ta là người trong hậu cung của tiên đế đó cho nên thần mới nói công bố chuyện bộ thị thay mận đổi đào ra bên ngoài, đây là cơ hội ngàn năm có một, sao nương nương không suy xét thử xem. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chén rượu hơi mỏng luôn chuyển giữa cái ngón tay, hắn nhẹ giọng nói, vừa rồi nương nương kể về cảnh ngộ ngày nhỏ, thần nghe mà thấy bất bình thay nương nương. Muốn làm đại sự phải buông bỏ hết nữ nhi tình trường. Chuyện này cứ giao cho thần, rắc rối bên trong cũng để thần lo, nương nương chỉ cần ở đây đợi, không phải lo lắng gì cả âm lâu ủ rũ cúi đầu ta đã nói rồi đó là không thể nàng là đầu gỗ khó khuyên bảo hắn cứ lải nhải mãi không phải cách hay nói về cốt nhục tình thân nàng quả thực nói không sai khi hận thì một bụng tức nhưng đâu ai thực sự nỡ nhìn người nhà chết đi hắn thở dài thật dài nương nương có nhớ người nhà không nàng ư ừ một tiếng cười nói ta là cái đồ không có tiền đồ bọn họ không thương nhớ ta ta lại một lòng thương nhớ bọn họ thực ra cũng không phải qua đỗi nhớ nhưng mà quê cũng khó quên trước cửa nhà chúng ta có một con sông nhỏ lúc ấy ta thường đi bộ dọc bờ sông cỏ lau hai bên bờ mọc cao hơn cả đầu người nếu ngồi trốn giữa đám cỏ ta không tự chui ra thì cũng chẳng có ai tìm đến hắn thương hại nhìn nàng thầm nghĩ nàng lớn lên chẳng khác gì con chó con mèo có thể thuận lợi sống tới bây giờ đích xác là mạng lớn năm nay triều đình có giao dịch tơ lụa với ngoại bang chưa giải quyết xong vùng giang chít là nơi trọng điện nuôi tầm dệt tơ thần dự định xin ra trận đi giang nam một chuyến hắn gắp một phiến bách hợp vào bát nàng nhưng đầu nói nếu nương nương nhớ nhà có lẽ có thể đi cùng thần âm lâu nhất thời không phản ứng kịp ngậm cánh bách hợp trong miệng ngơ ngẩn nhìn hắn hán thần nói gì có thể đưa ta theo thật ư thật sự có thể ư bộ dạng ngây ngốc của nàng thực khiến cho người ta thích thú có lẽ chính mình khiếm khuyết liền cảm thấy đáng quý hơn mấy phần Tiêu Đạc lại cười nói, thần đây không có chuyện có được hay không, chỉ có chuyện có nguyện ý hay không. Nàng, a à, một tiếng, vội đứng lên rót rượu cho hắn, lại nhảy nói, hán thần, hán thần, ngài tốt như vậy, sau này ai dám nói bậy về ngài, ta liền liều mạng với kẻ đó. Hắn hưởng thụ lắng nghe, lời này là thật sao? Nàng thẹn thùng, chỉ cần ngài đồng ý đưa ta đi chiết giang, ta chắc chắn lời này là thật. Ngẫm lại thấy không đúng, hắn nắm quyền phê hùng, chức trách quan trọng như vậy, sao có thể nói đi là đi. Hơn nữa chức trách này chỉ cần buông lỏng liền về tay kẻ khác, hắn đột nhiên lại nói muốn xuống Giang Nam, chẳng lẽ là gặp phải khó khăn gì trên chiều sao? Nàng liếc sắc mặt hắn, thật cẩn thận mà hỏi, ngài bị người khác buộc tội. Hắn vẫn một vẻ khí định thần nhàn, nhấp mụn rượu, kẻ dám buộc tội thần vẫn chưa sinh ra đâu. Nhưng dù sao hoàng thượng mới ngự cục, rộng đường môn luận là tất nhiên nương nương có biết đạo lý gần vua như gần cọp không? Ngày xưa thì ỷ lại, một khi vị trí có biến hóa, ánh mắt nhìn người khác cũng biến hóa theo. Quyền hạn của tư lễ giám quá lớn, trong lòng hoàng thượng hẳn đã sớm có kiêng kỵ, nếu đã có hiềm khích, bị kiềm chế là chuyện sớm muộn. Thần có bất đồng với quan viên triều đình, lại còn có năng lực, nhưng dù sao vẫn là nô tài của mộ dung thị. Nô tài chỉ là đồ chơi, ngoan ngoãn làm chân chạy việc còn được, đằng này lại nhúng tay vào quyết định của hoàng đế so với bị người ta kéo xuống ngựa tự mình thức thời vẫn là tốt hơn nương nương thấy có đúng không âm lâu mỉm cười nói lấy lui làm tiến hán thần làm rất đúng đông xưởng và tư lễ dám có quá nhiều việc qua tay dây dưa chăm mối nếu muốn lập tức nhổ bỏ quả không dễ dàng ta đoán hoàng thượng vẫn có lúc phải cậy nhờ đến hán thần bây giờ ngủ đông tạm thời đến thời điểm mấu chốt lại ra khỏi núi tốt hơn nhiều so với việc lúc nào cũng lượn lờ trước mắt một phen ngôn luận này nằm ngoài dự kiến của hắn, vốn dĩ không hề nghĩ nàng là kiểu người có thể suy xét vạn sự chu toàn, chẳng ngờ nàng không nói không rằng, cũng rất có kiến giải về thế cục trong chiều. Nương nương tin tưởng thần đến vậy sao? Chẳng may xảy ra sơ suất gì, quyền lực bị tước mất, có khi sẽ không thể quay về được. Trời đang nóng dần lên, không khí trong hoa sảnh dường như trở nên bí bức. Hắn giơ tay cởi nút áo trên cùng, thở phào một hơi, sai người đem trà hoa cúc lên âm lâu dựa lưng vào ghế bành chạm hoa lăng, hoa văn cụm lên làm lưng nàng hơi đau, ngọ ngoảy thân mình, nói, ngài đương nhiên có vạn toàn chuẩn bị, ta chỉ cần biết lần này ngài sẽ xuống phía nam một chuyến, hán thần dự định khi nào khởi hành. Hoa cúc trắng dập dìu lúc chìm lúc nổi trong chén trà, hắn uống một ngụm, mùi rượu dần dần phai nhạt. Hắn chép miệng nói, còn phải xem tình thế, chưa thể nói cụ thể là khi nào, nhanh thì mười mấy ngày, chậm thì một tháng mang theo nương nương không thành vấn đề, chỉ là nương nương sẽ không thể hành động tùy ý. Ví dụ như khi gặp người nhà, theo lý mà nói nương nương đáng nhẽ đang phải ở Thái Lăng Thủ Lăng, lần này lộ mặt, nếu bộ ra có người đứng sau ngáng chân, vậy thì không hay đâu. Những điều này nàng đều hiểu, hắn đã có lòng tốt đưa nàng theo, còn có gì nàng không thể đáp ứng nữa. Nàng gật đầu không ngừng, ta đều nghe ngài, ta biết cái gì làm được cái gì không mà. Ta nói rồi, gặp người trong nhà cũng không quá cần thiết, ta chỉ muốn trở về thăm quê thôi. Từ lúc vào kinh đến giờ tuy chỉ mới hơn 2 tháng, nhưng trải qua nhiều sinh sinh từ từ, cảm giác như thể đã trôi qua 18 năm. Ta chưa bao giờ dám mơ đến có một ngày có thể quay về Chiết Giang. Nương nương không có ai để nhớ mong sao, ngón trỏ hắn vỗ nhẹ trên cái chén, đột nhiên nhớ ra, hoặc là chúng ta đi gặp Liên Thành Công Tử. Kỳ thật thần khá tò mò đối với người này, rốt cuộc là đẹp đến nhường nào, có thể khiến cho nương nương phương tâm ám hứa. Phương tâm ám hứa, đơn phương ước hẹn. Xuyên tạc thành như vậy, âm lâu coi như được nếm mùi bị oan mà không thể kêu oan, nàng ho khan hai tiếng, thực ra cũng chẳng phải là đẹp, chỉ là mặt mũi tốt hơn một chút so với người bình thường. Nghe nói hắn tinh thông nhạc hỏa, những nơi kiểu đó vốn đều là những gia đình nghèo đưa con vào kiếm ăn, không có mấy ai biết chữ, vì vậy mà giá trị của hắn cũng cao hơn hẳn. Nhưng thân thế vị công tử đó cũng đáng thương, nghe nói xuất thân từ một dòng dõi thư hương, gia đình xuống dốc sau một đêm, đành phải lưu lạc tới Mính Đinh Lâu. Tiêu Đạc ù một tiếng thật dài, Mính Đinh Lâu là nơi như thế nào? Kỹ nữ tiểu quan bán rẻ nhan sắc mà một tiếng cười. Tiểu quan, trai bao? Nghe hắn hỏi vậy, nàng bỗng dưng cũng thấy thắc mắc theo. Đúng là nàng có nghe nói đến đại danh liên thành công tử, biết hắn là trụ cột nơi đó, nhưng cụ thể hắn mưu sinh kiểu gì thì nàng không biết có thể là bồi người ta uống rượu, chơi đoán số gì đó, nói chung là bằng một phương pháp thanh cao, chứ không giống kiểu chiêu đùa của ai đó ở trong cung. Nàng Trần chưa nói, liên thành công tử hẳn là, bán nghệ không bán thân, đâu. Nơi đó vàng thao lẫn lộn, hiếm có mấy ai gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Hắn phe phẩy quạt xếp sơn thủy, nói, lần tới chúng ta đi chiết giang sẽ điểm tên hắn tới hầu hạ nương nương, nương nương thấy sao. Không không không, nàng kinh động, ta là nữ tử đường hoàng, uống rượu hoa còn ra thể thống gì nữa. Hắn cười rộ lên, vậy nương nương có thể đứng một bên nhìn, thần sẽ tiếp hắn, để nương nương xem xem hắn có giống trong trí nhớ của nương nương không. Rốt cuộc trên đời luôn có vài chuyện mà nàng nghĩ mãi không ra, tỉ như một tiểu quan còn nổi tiếng hơn cả nương tử hoa khôi, danh tiếng bay xa như vậy, hắn cũng đã kiếm đủ tiền rồi, tại sao vẫn chậm chạp không hoàn lương. Âm Lâu tự xưng là người biết thức thời, đương nhiên sốt ruột muốn phủi sạch. Nàng lấy quả tròn che khuất nửa bên mặt, nhỏ giọng nói, chẳng qua ta có lòng yêu cái đẹp, thấy hắn thuận mắt liền để ý nhiều hơn một chút, nào có chuyện phương tâm ám hứa đâu. Khi ấy ta còn nhỏ, hiểu biết còn nông cạn, đêm về mơ thấy hắn, vậy nên mới nghĩ là thương nhớ đêm ngày. Đều là ta nói linh tinh mà thôi, không thể coi là thật. Cái đầu nàng đúng là hết thuốc chữa, nếu không nói là nằm mơ thấy người ta ai mà biết được bên trong còn có duyên cỡ lời này nói ra lại để hắn tóm được nổi ý trêu chọc hôm qua nương nương nói liên thành công tử không bằng thần vậy nương nương có từng mơ thấy thần không ban đầu chỉ là vui đùa không biết tại sao chính mình lại coi là thật nín thở nhìn nàng dường như chỉ chờ nàng gật đầu một cái nàng lại ngơ ngác lắc đầu ta vẫn chưa mơ thấy hắn thần lần nào rốt cuộc không phải ai cũng có thể đi vào giấc mơ hắn trầm mặc cũng không nói gì nữa nhìn chằm chằm cái ly trong tay đến xuất thần nàng sờ sờ mũi nhanh chóng chuyển đề tài sang hỏi thăm phủ đệ diêm tôn lãng thử nói nếu như ta lui tới cùng lý mỹ nhân liệu hán thần có đồng ý không diêm tôn lãng là thù hạ đắc lực của hắn nội tình bên trong hắn đều biết cũng không có gì phải kiêng rè nàng ở trong phủ nhàm chán không thể gặp người ngoài có người để nói chuyện cùng cũng tốt nương nương muốn gặp lý mỹ nhân thì cứ sai người truyền lời mời lý mỹ nhân tới phủ chúng ta So với việc để nương nương La cả bên ngoài sẽ thỏa đáng hơn. Hắn đã gật đầu rồi, đương nhiên hết thảy đều dễ làm. Âm Lâu đang muốn đáp lời, bên ngoài cửa lại có người chạy tới thưa, nói trong cung có khẩu dụ truyền đốc chủ, mời đốc chủ tức khắc tiến cung diện thánh. Hắn vừa mới về nhà, tại sao đột nhiên lại truyền vào lần nữa? Đừng nói là hoàng đế muốn gây khó dễ đấy. Âm Lâu cầm lấy mũ ô sa mã vàng trên bàn đưa cho hắn nhẹ giọng nói, để ta tiến hán thần, trong đêm nay hán thần sẽ về phải không? Thực ra hắn vẫn một vẻ mi thư mục triển, không có lo lắng gì. Nàng đưa hắn đến cửa ngách, bên ngoài đã sớm có xe ngựa của đông xưởng đứng chờ, hắn bảo nàng dừng bước, tự mình nhấc áo bước vào xe, rèm xe buông xuống lại nhớ đến lời nàng vừa nói. Nàng đã hỏi hắn có về không, hắn bỗng nhiên thấy quyến luyến phủ đệ này, giống như hơi ấm duy nhất giữa trời đông giá rét, giống như một ngôi nhà thực sự. Hắn cách mảnh nhìn nàng, nàng giơ quạt lên che nắng, dài tua đỏ trang trí rủ xuống, nhẹ nhàng phất phơ theo gió đậu trên má nàng. Hắn mím môi, muốn nói đôi lời lại đành nhịn xuống, quay người ngồi lại nghiêm chỉnh, vách xe ngăn cách tầm mắt, nàng vẫn đứng bên cửa nhìn theo. Phù Đồ Tháp. Holy Audio. Chương 22, Ô Kim Trụy Tiêu đạp vào cung lúc giữa trưa, khi đi đến Càn Thanh cung, trung y đã thấm một tầng mồ hôi mỏng hắn đứng đợi bên ngoài vũ phòng, gió thổi qua làm hơi lạnh ngấm vào. Ngoài cửa điện có hai thái giám ôm phất trần đứng hầu, vừa thấy hắn từ xa đã khom người vái chào. Hắn đi lên đan bệ, xuyên qua bình phong nhìn vào trong điện một cái, trong điện trống trải im ắng, chỉ có tấm mảnh tương phi nhẹ nhàng phe phẩy, nan che đập vào cột trụ phát ta một chút tiếng vang. Càn thanh cung có thống lĩnh ngữ tiền hầu hạ chỉ huy trực ban, trước đây vốn là người của tư lễ giám, nay đại hành hoàng đế hoang thệ, tất cả đều được đổi cũ thay mới. Những người hiện tại đều là nội quan do minh trị hoàng đế khâm điển, có cả người trong cung, có cả người từ trong phủ phúc vương. Người bên cạnh hoàng đế đương nhiên phải lựa chọn cẩn thận, đương kim thánh thượng tương đối chú trọng điều này, so với hoàng huynh của hắn còn kỹ lưỡng hơn nhiều. Tiêu đà quét mắt nhìn người vừa ra nguyên đón, đây là một tên thái giám nam sinh nữ tướng, người không cao, đôi mắt cuộc xuống tạo thành vẻ mặt vừa khóc vừa cười, giọng the thế đến dọa người hắn cúi người thật thấp hành lễ nhe răng cười nói ô đốc chủ tới bình xuyên thỉnh an đốc chủ không phải người dưới chướng hắn nhưng ở trong cung hắn là người có quyền phàm là kẻ đã tịnh thân nhìn thấy hắn đều phải cung kính gọi một tiếng đốc chủ hắn ừ một tiếng chủ tử không có ở càn thanh cung bình xuyên thưa vâng buổi trưa chủ tử có gặp hai vị trương kinh không biết đã nói những gì nổi nóng một trận đến cơm cũng không dùng vừa đúng lúc thái hậu truyền lời tới nói mấy tên thị vệ bắt được hai con gà rừng hầm một nồi canh mời vạn tuế ra qua đó nếm thử vậy là chủ tử đi tới từ ninh cung nhưng đi chẳng được bao lâu khi trở về sắc mặt vẫn không tốt cũng không xem tấu trương nữa vừa mới tới dưỡng tâm điện nghỉ ngơi trương kinh tên một chức quan để lộ hành tung của hoàng đế là không hợp quy củ tiêu đặc nghe ra được trong lời bình xuyên nồng nặc mùi lôi kéo làm quen hoàng đế đã tuyên hắn tới mà không ra gặp cứ thế mà đi nghỉ trưa xem ra cơn giận này là hướng về phía hắn đây hắn đã có đề phòng tự hỏi gần đây hành sự đều cẩn thận không có chỗ nào có thể bắt bẻ có lẽ cũng chỉ gọi đến hỏi vài câu lấy lệ mà thôi hắn vỗ vỗ vai bình xuyên ngươi là người lanh lợi gắng hầu hạ cho tốt bình xuyên cúi đầu khom lưng thấy hắn đi xuống đan bệ liền vội chạy theo dẫn đường vừa cười vừa nói nô tài mới tiến cung một mình treo trên ngự tiền sau lưng không có căn cơ gì hôm nay gặp được đốc chủ, mặt dày xin được đốc chủ sai khiến, sau này nô tài sẽ dốc hết sức lực hiếu kính đốc chủ. Như vậy cũng tốt, hai bên cùng có lợi, chỉ một vị trí nhỏ ở tư lễ giám đã là lý tưởng của bao nhiêu thai giám. Tiêu đặc liếc hắn một cái, bộ dạng không tồi, lại còn là từ phúc vương phủ tới, dùng làm thần báo cũng được. Hắn cười cười, ta nhớ rồi, một đám người các ngươi đều muốn được sai khiến, ngày mai ta sẽ bảo diêm thiếu giám xem xem tư lễ giám còn chỗ nào thiếu người, để lại cho người một chân. Bình xuyên ngàn ân vạn tạ, hắn quay người đi về phía tuân nghĩa môn. Hoàng đế nghỉ trưa trong hậu điện dưỡng tâm điện, đang lúc ngủ say, nếu không có ý chỉ thì không ai được phép tự tiện đi vào. Tiêu đạc nháy mắt với người hầu trong phòng, bên trong hiểu ý, hoàng đế vừa tỉnh sẽ lập tức thông truyền. Thái giám phải có tác phong của thái giám, cho dù không hầu hạ ở ngự tiền, chủ tử lên tiếng truyền ngươi, không cần biết khi nào triệu kiến, đều phải đứng ở đây kiên định chờ. Hoàng đế ngủ chưa đều có quy chế, tất sẽ không có chuyện nổi giận mà ngủ đến tận trạng vàng. Gió nhẹ trời trong, đúng là thời điểm liễu buồn ngủ đào lười nhác, hắn nhớ tới bóng dáng âm lâu khi sắp đi, hẳn lúc này nàng đã lên giường chợp mắt nghỉ chưa rồi. Đứng suy nghĩ miên man một hồi, thời gian dường như dài thêm, lặng lặng trôi qua hai chén trà, lại hoảng hốt tưởng như đã đợi nửa ngày thời gian một chén trà bằng khoảng 10 phút hoặc 14,4 phút. Cũng không biết có phải hoàng đế đang ra oai hay không, cố ý cho hắn đi giày nhỏ, đứng đợi mãi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ngày thường hắn là người rất có thể diện, khi tiên đế còn tại thế, nếu có việc thì phân phó, không có việc thì quỷ ăn, sao sao, mà nay chủ tử đã đổi, mọi thứ lại càng phải cẩn thận hơn. Cho ai đó đi giày nhỏ, chỉ những hành vi đâm thọc, dùng việc công để báo tư thù sao sao quỷ an, cách nói huyền truyền hoàng đế thường dùng để cho một người lui xuống. Đối với các công thần thì đây là một cách nói chứng tỏ sự yêu ái, còn đối với các phi tần thì đấy là cách nói thể hiện sự chán ghét. Đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe từ sau mảnh vọng ra một tiếng ho khan, nghe ra là tiếng hoàng thượng, hắn vội sốc lại tinh thần bước vào bên trong, quản sự ngử tiền đi tới hồi bẩm nói vạn tuế ra vừa mới dậy. Vừa đúng lúc bên cạnh có một công nhân dâng y phục đi qua hắn đón lấy cái khay gỗ đỏ sơn son mạ vàng hơi cúi eo đi vào thuận đường đi vào hoàng đế mới xuống giường đang ngồi trên bảo tỏa uống trà thấy hắn nâng thường phục tiến vào thì chỉ thoáng liếc qua trong tiếng nói không nghe ra hỉ nộ gì chờ lâu rồi phòng tiêu đạp đặt khay xuống chắp tay hành lễ hồi bẩm hoàng thượng thần tiến cung buổi trưa đến bây giờ vừa tròn một canh giờ thấy hoàng đế đứng lên lại vội đem xiêm y tới hầu hạ sửa sang lại tay áo hoa văn thị đế vân long lại nửa quỳ xuống chỉnh đai lưng vẻ kính tuần thận trọng kia đủ khiến hoàng đế hài lòng cũng đúng thôi giao tình của hắn với hoàng đế từ trước khi ngự cục cũng không hề mỏng có thể thuận lợi bước lên đế vị cũng là nhờ hắn giúp đỡ nhưng mà xưa khác nay khác nếu đã đăng cơ tầm mắt mở rộng thông suốt tất nhiên nhìn người khác sẽ có thêm vài phần bắt bẻ lúc này tiêu đặc cục mi rũ mắt đến là gãi đúng chỗ ngứa hắn là người thông minh biết rõ vị trí của mình ở đâu. Cho dù có quyền cao chức trọng đến nhường nào, rốt cuộc đều là nhờ chủ tử ban cho. Nói khó nghe một chút là hôm nay có thể nâng hắn lên, ngày mai liền có thể giết chết hắn. Hoàng đế rũ mắt nhìn hắn, thấy hắn quỳ dưới chân mình, hèn mọn thuận theo. Hắn thiếu niên đắc chí, phóng mắt nhìn khắc đại nghiệp này mà xem, có mấy tên thái giám nào được như hắn. Trưởng ấn tư lễ giám, thay mặt hoàng đế quản lý tất cả quân cơ cung vụ, đến cẩm y vệ thấy hắn cũng phải quỳ xuống. Hán thần, hoàng đế khe khẽ thở dài, hôm nay chấm nghe thấy một lời đồn, người đoán xem là đồn cái gì. Tiêu đạc không dừng tay, vẫn tiếp tục sửa sang đai ngọc. Đến khi mọi thứ đều tương tất, hắn đứng dậy thối lui sang một bên, cung kính nói, tuy thần chấp trường đông sường, nhưng gần đây trong cung bận bịu nhiều việc, có nhiều tin tức chưa kịp hỏi đến. Thần không biết hoàng thượng đã nghe được tin gì, không dám mạo phạm đoán bừa thanh ý hoàng đế chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại quanh phòng, một lúc lâu sau mới nói, chấm ngồi ở phụng thiên điện, thế mà tin tức vẫn nhanh hơn ngươi, xem ra đông sưởng của ngươi không tài giỏi như chấm tưởng. Ngoài phố người ta đặt cho ngươi cái nhã danh, gọi ngươi là, vô đứng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thấy. Hắn bỗng nhiên dừng chân, xoay người hung hăng nhìn thẳng tiêu đạc, chấm hỏi ngươi, đông sưởng các ngươi rốt cuộc là làm ăn kiểu gì. Những lời kinh hãi như vậy lại có thể lưu truyền ra ngoài, rốt cuộc là do ngươi hành sự bất lực, hay là do không coi chẫm ra gì, cố tình gây rắc rối cho chẫm Tiêu đạc giật thót trong lòng, vốn nghĩ đã đè hết xuống, không ngờ cho tàn cháy lại, cuối cùng lời đồn đã truyền tới tai hoàng đế. Hắn hiểu rõ đây là cơ hội tốt để bắt bớ, ước chừng sẽ không dễ dàng dừng tay. Nói không khủng hoảng thì không phải, trong đầu vội nghĩ cách ứng đối. Hắn quỳ dạp xuống đất, làm ra vẻ kinh sợ, run giọng thưa, lời này của chủ tử khiến thần sợ hãi cầu chủ tử bất giận cho phép thần được bẩm báo lời đồn này đã xuất hiện từ khi đại hành hoàng đế vẫn còn tại thế khi đó là kỳ thi yết bảng mùa thu học sinh các nơi tụ tập về kinh thành người nhiều khó tránh khỏi có kẻ thi rất bất mãn tung tin đồn thất thiệt sau khi biết chuyện thần lập tức cho điều tra nhưng vì liên lụy rất rộng huống hồ đám người này ngông cuồng muốn tìm ra đầu mối quả thực không dễ cũng may được hoàng ân chủ tử phù hộ tìm được tên giám sinh đã tung ra lời đồn Thần nhất thời sơ suất, chủ quan cho rằng bắt được ngọn nguồn là xong chuyện, ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn ngừng lại, hít sâu một hơi, nói, thần tự biết tội này không thể thứ, cầu chủ tử hỏi tội, làm tấm gương cảnh tỉnh cho các triều thần, cho toàn thiên hạ. Thực ra đã tới nước này, kẻ cần truy cứu sớm đã không còn là tên khởi sướng kia nữa, hết thảy mâu thuẫn đều nhắm vào hắn, rõ ràng là mượn lời buộc tội. Lời âm lâu nói buổi trưa là đúng tạm thời ngủ đông tốt hơn nhiều so với lúc nào cũng lượn quanh chọc vào tầm mắt, càng khiến cho người ta thêm một ngạt hiếu thắng. Hắn chắc chắn sẽ có lúc hoàng đế cần đến hắn, cho dù có bị thu lại quyền hành trong tay, chỉ cần không hạ lệnh chém đầu hắn, chuyện hắn đông sơn tái khởi chẳng khó khăn gì. Đương nhiên hoàng đế cũng có suy tính của mình, hắn chưa bao giờ là một kẻ thủ đoạn thâm sâu, khi trước vụ hoàng từng kiểm tra tài học võ nghệ của huynh đệ hắn, từng tâm tức mắng hắn là lòng dạ đàn bà mà nay quan viên liên tục dâng tấu chĩa đao vào tiêu đạc nếu thuận theo ý nguyện bọn họ thì lấy đâu ra thế lực chống đỡ trong triều thời trung tông cũng từng đoạt lại quyền hành của tư lễ giám kết quả là triều cương đại loạn để cho những tên đại thần đè đầu cưỡi cỗ còn dám mắng hoàng đế ngay trên triều phụng thiên điện đang yên đang lành chớp mắt biến thành chợ vỡ hắn muốn xử trí tiêu đạc thì dễ thôi nhưng chỉ trong thời gian ngắn sẽ không kịp tìm được lưỡi dao bén nào thay thế giữ hắn lại rốt cuộc cũng là để củng cố quyền lực của chính mình trên tay tiêu đạc đã dính bao nhiêu án tử, chỉ cần đánh mười trượng ở bên ngoài ngõ môn là xong một mạng người. Có tiêu đặc ở đây, các triều thần phải kiêng kỵ, giang sơn của hắn cũng được yên ổn. Hoàng đế nguôi bất cơn giận, đi tới trước mặt tiêu đặc đỡ hờ một phen, đổi sang khẩu khí ôn hòa hơn, hán thần không cần kinh hoàng, hôm nay chấm triệu ngươi vào đây hỏi chuyện cũng là vì niệm tình cũ. Đối với chấm ngươi không giống những kẻ khác, vì một lời đồn như vậy mà chỉ tội ngươi, chấm cũng không đành lòng hiện tại tư lễ giám là cây to đón gió lớn, tất cả đều từ quyền phê hồng mà ra. Chấm thấy trước tiên cứ dỡ chức vụ này xuống, người vẫn chấp trường đông sưởng như cũ, thay chấm giám sát nhất cử nhất động của quan viên trong chiều, đó là bổn phận của ngươi. Tiêu đạc sớm đã đoán được, hoàng đế muốn tập trung quyền lực, nhất định việc đầu tiên sẽ là tước đi quyền phê hồng. Phê hồng và đế đốc đông sưởng, đây là hai thứ mật thiết không thể tách rời, nhưng đã tới nước này cũng đành tạm bỏ đi. May mà đông sưởng không hề ăn không ngồi rồi, ai dám đánh lén sau lưng hắn, chỉ cần một canh giờ là có thể tìm ra. Nhưng phê hùng là cái chính, rốt cuộc không lấy lại cũng không yên. Hắn rũ mắt nhìn hoa văn hải thủy giang nha trên gấu áo hoàng đế, vị tân đế này vốn làm việc tùy ý, chờ sau này thích thú qua đi thì tìm mấy nữ tử tuyệt sắc về làm phân tâm hắn, không lo hắn ôm dịch chuyện triều chính không buông. Hắn cúi người thật sâu, hoàng thượng là thánh chủ minh quân, chuyện lớn chuyện nhỏ đều chu toàn hơn thần gấp trăm lần, thần ở trước mặt chủ tử hồ thẹn vô cùng, hết thảy đều nghe theo chủ tử phân phó. Hắn ngừng một chút rồi nói, không dám dối gạt chủ tử, thần có ý định này, vẫn luôn tìm cơ hội bày tỏ với chủ tử. Khi trước vì việc phê hùng mà bận biểu luôn tay, hiện giờ buông xuống được, thần lại muốn bẩm báo chuyện giang nam ương tơ. Tầm này năm ngoái, việc mua bán tơ lụa với ngoại bang đã giao ước xong xuôi, nhưng năm nay kén tầm thu hoạch không nhiều, Sường dệt đã cũ, không ai dám nhận thêm đơn đặt hàng, nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Thần đang nghĩ, nếu chỉ ở im trong kinh sẽ không thể hiểu rõ tình hình kinh tế bên ngoài. Nếu chủ tử đồng ý, thần sẽ lãnh chỉ xuống phía Nam, lo liệu êm xuôi việc này, đối với triều đình mà nói cũng là một nguồn thu không nhỏ, không biết chủ tử thấy thế nào. Hoàng đế ồ một tiếng thật dài, dạo này bận rộn lo liệu lễ tang đại hành hoàng đế, ta cũng quên khuấy mất người đã có tâm tư này, đối với quốc gia mà nói là đại lợi, không có lý nào chấm không đồng ý. Cứ vậy đi, chấm sẽ phong ngươi làm khâm sai, đầu tháng sau liền lên đường, đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi hắn âm lâu ở trong phủ ngươi có khỏe không. Tiêu đạc thưa vâng chắc nịch, hôm nay thần và nương nương nói chuyện có nhắc tới chủ tử, thần nghe ra được trong lời nói nương nương mang lòng đội ơn chủ tử. Thần ở chung cùng nương nương không nhiều, nhưng cũng hiểu đôi chút tính tình nương 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 tuổi vẫn còn nhỏ, trong đầu nghĩ gì liền nói ra ngoài miệng. Ở trước mặt thần thì ăn nói bộc trực, nhưng khi gặp chủ tử chưa chắc đã dám mở miệng. Hoàng đế nghe xong thì vui vẻ ra mặt, chấm nghĩ về chuyện đêm đó là lại thấy có chút hối hận, lúc ấy là thiếu suy xét, chẳng khác nào con quỷ háo sắc, khó trách khiến nàng sợ hãi. Người quay về thông báo cho nàng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chấm đây sẽ không bạc đãi nàng. Cắn môi cân nhắc một chút lại nói, người muốn xuống phía nam, không thể để nàng ở lại một mình trong phủ ngươi được. Chậm nghĩ hai ngày nữa sẽ truyền chỉ cho nàng tiến cung, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Tiêu đạc chắp tay thưa, chủ tử thương nhớ nương nương, thần đều biết, nhưng nghiêm túc mà nói, từ khi đại hành hoàng đế Long Ngự Quy Thiên đến nay chỉ mới được hai mươi ngày. Tất nhiên chủ tử yêu thương, nhưng trong cung nhiều đấu đá, nếu vội vàng triệu vào cung, thần e sợ nương nương khó có chỗ dừng chân. Huống hồ, hắn nhíu mày cân nhắc từ ngữ, chủ tử đại thiên thừa mệnh, là lệnh chủ cai trị thiên hạ này, chỉ vì chút việc nhỏ mà khiến ngọc bích phủ bụi trần thì không hay. Thần cho rằng chủ tử nên kiên nhẫn, đợi đến kỳ tuyển tú sang năm, thần tìm cách đưa nương nương vào hàng ngũ tú nữ, đến lúc đó chủ tử muốn phong muốn thưởng cũng không ai dám dị nghị nửa câu. Y nói những thứ tốt đẹp lại bị các loại nguyên nhân làm cho người ta không biết đến. Biện pháp này tốt thì có tốt, nhưng thời gian chờ đợi lại quá dài, từ giờ đến đầu xuân năm sau còn mười mấy tháng liền, làm sao mà chờ cho nổi. Hoàng đế suy tính một hồi, chưa chắc sang năm tiến cung đã không gây dị nghị, trong cung người nhiều, bao nhiêu người đã từng gặp qua nàng, lừa mình dối người thì vui lắm sao. Không bằng lấy danh nghĩa thái phi hồi cung, chấm đặc biệt cho phép, có thế mới không ai dám ho he. Nhưng người nói không phải không có đạo lý, áo trong có thể không cần nhưng mặt mũi thì vẫn cần, hắn giơ ngón tay chỉ điểm, vậy đợi hai tháng nữa, bảo nàng cứ yên tâm ở trong phủ đệ của ngươi, chấm rảnh rỗi liền tới thăm nàng. Tiêu đạt có chút trần trừ, liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, nói, trong lúc nói chuyện thần có vô tình nhắc đến việc đi xuống phía nam với nương nương, nương nương nghe xong, thần sắc có chút ngẩn ngơ, hẳn là do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng thương nhớ người nhà, thương nhớ quê hương. Nếu chủ tử thật lòng săn sóc nương nương, sao không để nương nương đi cùng thần một chuyến? Nương nương biết được đây là ân điền của chủ tử, đối với chủ tử sẽ càng thêm ngưỡng mộ. Còn về an nguy của nương nương, có thần ở đây, tất sẽ bảo hộ nương nương vạn toàn. Hoàng đế nhân chán cân nhắc nửa ngày, trên chân con vẹt còn buộc xích bạc, có dãy ruộ đến mấy cũng không thể chạy thoát. Chân mày hắn giãn ra, gật đầu nói, đành vậy, thời gian này đúng là làm khó nàng, nếu nàng muốn đi theo giải sầu, có người trông coi, Chẳng cũng không có gì không yên tâm. Tiêu đạc âm thầm thở phào, chắp tay lại dài nói, khi trở về thần sẽ nói tin tốt này cho nương nương, nhất định nương nương sẽ rất vui mừng. Hoàng đế phát tay, không cần ngươi nói, đêm nay chấm sẽ cải trang đến phủ ngươi, tự mình đem ân chỉ nói cho nàng. Ngươi cứ về bảo nàng chuẩn bị nghênh giá đi. Tâm tư tiêu đặc xoay chuyển, rốt cuộc vẫn không tiện nói thêm điều gì, đành lĩnh mệnh rời đi. Phù đồ tháp Hồ Lích Audio Chương 23, Dĩ Chư Chi Hoàng đế sắp đến, đây là đại sự phải lo liệu gấp. Tiêu đạc vừa hồi phù liền lập tức sai người chuẩn bị, đồ đạc ngự dụng đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, từ đệm ngồi cho đến cái thìa cái đũa, tất cả đều phải an bài thỏa đáng theo quy củ. Người hầu trong phù tới tới lui lui, hắn đứng một bên quan sát, không khỏi ngây người. Không biết hoàng đế đến chuyến này là ôm ý đồ gì, khi còn là vương đã hành xử ngang ngược, nay trở thành cửu ngũ trí tôn rồi, lại càng không thèm để những chi tiết nhỏ nhặt vào mắt. Nếu cứ vậy mà lâm hạnh, tuy rằng sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng vẫn cảm thấy thời điểm không đúng vẫn còn chưa tiến cung cho dù thế nào cũng không thể để hắn động vào không chiếm được tiệm nghi thì mới nguyện ý tốn tâm tư thương nhớ nếu rỗi tay là có được vậy thì còn gì mà niệm tưởng dù sao vẫn là không thể được hắn bước ra khỏi phòng đi bộ dưới mái hiên ngẩng đầu lên gió xuyên qua cổ áo thấm vào da thịt ánh nắng từ phía tây chiếu tới lóe sáng trên viên gạch xanh dưới chân hắn chậm rãi lui lại một bước, khoanh tay xoay người đi xuôi hành lang tới phía bên kia tường chắn. Gió êm ấm áp, hắn đứng trên đầu cầu thang gỗ nhìn về tam tiến viện phía xa, trên là ngói đen dưới là trụ đỏ, vốn dĩ không có gì đặc biệt, bỗng hôm nay lại phát hiện trông nó dưới ánh tà dương đẹp đẽ khác hẳn thường ngày. Hắn cúi đầu, ngón tay nấn ná trên vật châu, hạt châu chạm vào nhau tạo nên tiếng vang giòn giã mượt mà. Hắn bước xuống bậc thang, đi qua cây hoa lê nơi bọn họ từng đứng nói chuyện, Tuy hoa vẫn không ngừng rơi, nhưng trên hoa trên cành lại nở càng thêm tươi tốt, từng chùm nối tiếp nhau tựa như mây trắng. Tam tiến viện, một phần thu cấu trúc tứ hợp viện. Đang lặng lặng nhìn, Tào Xuân Ám bỗng xuất hiện ở cửa viện chạy một mạch tới, vui mừng mà gọi một tiếng cha nuôi, các nước chư hầu cao ly, xiêm la mừng tân đế đăng cơ, dâng tặng chút kỳ chân dị bảo vào kinh, giường báu chất đầy bảy tám cái xe. Không chỉ thế, còn có cả bảy tám nữ nhân đi theo nữ nhân cao ly da trắng cứ như có thể véo ra nước vậy tất cả đều đang ở trạm dịch những sứ thần vào kinh vẫn theo tục cũ hỏi thăm cha nuôi ở đâu nói là phủ đệ mới xây xong muốn tới cửa bái phòng còn vâng theo lời cha nuôi dặn đã khéo léo từ chối chỉ là trước kia cha nuôi vẫn gặp vì sao lúc này lại né tránh tiêu Đạc nhìn nó một cái chúng ta làm việc cho cả thiên hạ chứ không chỉ làm việc cho riêng chủ tử giữ mình cẩn thận vẫn là tốt nhất chủ tử mới không giống chủ tử cũ, càng phải lưu ý nhiều, không được phép có một lỗi sai. Những sứ thần kia là miếng mồi ngon, ai thân cận thì sẽ có lợi. Văn võ bá quan đều đang nhìn chằm chằm vào, chia đều cống phẩm thì không sao, nhưng nếu kẻ được kẻ không, hẳn sẽ có người cáo trạng với hoàng thượng. Sợ thì không sợ, nhưng có kiêng kỵ vẫn là hơn. Tào Xuân Áng vội thưa, con hiểu ý cha nuôi, nhưng Cao Ly đã sai người đem những đồ phấn son tới tặng, tất cả đều là chân phẩm, đang đặt ngoài tiền viện. Con vừa xem qua, tiểu chu long, mị hoa nô, nộn Mô hương, vạn kim hồng, những thứ ấy bán trên thị trường đều mấy trăm lượng bạc. Vì sao ra người cao ly lại đẹp, đó là vì nhân sâm. Bọn họ thêm nhân sâm và bột chân châu vào phấn, ngay cả đồ tiến cống đưa vào cung cũng không tinh tế được đến vậy, chỉ nói đốc chủ rất là người rất được coi trọng, bọn họ không thể hàm hồ trễ này. Biểu cảm tiêu đạc lãnh đảm, mấy tên ngoại bang đó nghĩ thái giám thích tô son chất phấn, cho nên mỗi khi vào kinh, loại đồ vật này là không thể thiếu. Bên dưới núi giả của tòa nhà này có đào một con sông nhỏ thông ra bên ngoài, son phấn trong kho không dùng đến đều đổ hết xuống sông, làm nước sông biến thành một màu đỏ quạch. Hắn không hiểu nổi, đưa phấn thì thôi đi, còn đưa son đến là có ý gì. Nam nhân bồi phấn son lên mặt, hẳn là đám người ngoại bang đó xem kịch đến mê rồi. Hắn chắp tay sau lưng nhìn sắc trời, nghĩ ngợi, vứt đi cũng phí, mang hết đến cho Thái Phi đi. Tào Xuân Áng ngạc nhiên nói, cha nuôi không giữ lại cho mình một chút sao. Hắn nhíu mày liếc xéo một cái, có lúc nào ngươi nhìn thấy ta quẹt phấn không? Tào Xuân Áng ngượng ngùng, thầm nghĩ cũng đúng. Hà Lan thoa phấn cũng chẳng có được làn da đẹp như cha nuôi nó, mấy thứ kia chỉ vô dụng, vẽ rắn thêm chân mà thôi. Liền cong eo giả thưa, vậy để con gọi người đem qua. Hắn ừ một tiếng, nhớ ra có vài lời phải căn dặn âm lâu, liền quay người đi tới trong viện. Hành lang hẹp mà dài, quanh co khúc khuỷu rẽ vài lần. Hắn nhìn qua xong cửa sổ chạm khắc, trong vườn có hai hạ nhân đang sách thùng đi theo, âm lâu thì đang cầm gáo gỗ múc nước tưới hoa. Cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, rõ ràng vẫn cách rất xa, nàng ngẩng đầu lại vừa vặn chạm mắt với hắn, nhấp miệng cười xinh đẹp, bỏ cái gáo gỗ lại đi theo con đường lát đá xanh tới đón hắn bước nhanh đến trước cửa tròn thái giám hai bên hành lễ hắn cũng bỏ qua đến gần nàng chắp tay hành lễ mặt trời chuyển hướng tây nương nương không sợ phơi nắng sao nàng ngẩng đầu tầm mắt lưu chuyển trên gương mặt hắn hòa nhã hỏi hắn thần tiến cung thế nào hoàng thượng có làm khó ngài không rốt cuộc nàng cũng chỉ đoán được đại khái làm khó là một chuyện tối nay hoàng đế tới đây mới là nan giải hắn xoay người đứng chắn tầm nắng chiếu vào nàng cố làm ra vẻ nhẹ nhàng Nói cũng không đến mức làm khó, chỉ là tước quyền phê hùng của thần, cũng coi như thần có thể thoải mái một thời gian. Hắn nói không phải chuyện xấu, dường như nàng không quá tin tưởng, vẫn nhau mắt đánh giá hắn, ta lại cảm thấy, tình nguyện từ bỏ trước đề đốc đông sưởng vẫn tốt hơn bị bãi miễn quyền phê hùng của tư lễ giám. Trong mắt hắn có ý cười, chắp tay sau lưng nói, nương nương chỉ giáo cho. Phiêu nghĩ của nội các không qua tay hắn thần nữa, ngài không sợ sao. Vẫn là đổi một cách nói khác để ám chỉ hắn chuyên làm chuyện xấu sao Không nhìn ra nàng có miệng lưỡi sắc bén Đúng là khi trước xem nhẹ nàng Coi nàng là đồ mốc cái gì cũng không biết Hắn thở dài nói Đúng vậy Nương nương nói không sai Lúc ấy hoàng thượng tu quyền Trong lòng thần không mấy vui vẻ Nhưng mà tái ông mất ngựa Sao biết được không phải là phúc Thần vốn chỉ là người như cỏ rác Được tiên hoàng coi trọng mới có được ngày hôm nay Không chỉ những thứ chủ tử phong thường cả cái thân này đều là của chủ tử trong lòng tự hiểu rõ còn gì phải bất bình nàng cười nhẹ hán thần nghĩ như vậy là tốt ta thấy lâu nay hán thần vất vả có thời cơ nghỉ ngơi một chút thì phải tranh thủ thôi không phải chuyện gì quá tồi tệ nương nương nói đúng hắn cong eo nói quyết định này của hoàng thượng cũng nằm trong dự liệu của thần cho nên khi hạ lệnh cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước đó thần có nhắc đến chuyện đi xuống phía nam với nương nương vừa rồi tiến cung đã tâu lên hoàng thượng chuyện đưa nương nương đi cùng, vạn tuế ra đã cho phép. Âm lâu vui mừng quá đỗi, hình tượng tiêu đạc trong mắt nàng lập tức cao lên rất nhiều. Quả đúng như lời hắn nói, chỉ cần nguyện ý, không có chuyện nào hắn không làm được. Người khác nhắc tới hắn chỉ có khinh thường ghét bỏ, nàng lại hết lòng cảm kích hắn, lặng lẽ nắm lấy ống tay áo hắn nói, ta không biết nói những lời hay, ân tình của hắn thần đối với ta, ta sợ không có năng lực báo đáp. Đây là định bỏ gánh quyệt nợ sao? hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đậu trên tay áo trang trí đụn mây, cười nói, từ ngày chúng ta kết giao, thần đã nói với nương nương không có gì phải cố kỵ, ngày nào đó nương nương được vinh sủng, không quên chỗ thần là đủ rồi. Thần cũng chẳng phải người lương thiện, nương nương chỉ ở trong phủ, không nhìn thấy những chuyện xấu thần đã làm, nếu ngày nào đó nhìn thấy, chỉ sợ không còn thân cận nổi đâu. Nàng mở to mắt nhìn hắn, ta nghe nói khổ hình của đông sưởng chỉ nghe thôi đã giận người, đều là hán thần nghĩ ra sao hắn lắc đầu nói không phải đông xưởng thành lập đã trăm năm có lẽ so với lịch sử đại nghiệp chỉ ngắn hơn vài thập niên danh mục giết người của xưởng vệ rất dài cái gì mà rửa mặt trải đầu lột da, xiết gông tất cả đều là phương pháp các tiền bối nghĩ ra sau khi thần tiếp nhận cũng không làm ra thành tựu gì chỉ là cải tiến thêm đôi chút nương nương hỏi như vậy thực sự là quá đề cao vi thần rồi âm lâu nghe mà chẳng hiểu gì đông xưởng đúng là một nơi kỳ quái, vào tù rồi còn có thể rửa mặt trải đầu. Hắn khẽ cười, nương nương hiểu sai rồi, khổ hình ở đông xưởng thích đặt tên hoa mỹ, tỉ như thử đạn tranh, yến phi nhi, rửa mặt trải đầu chính là lấy nước sôi rội lên, rội xong thì dùng sắt sóc thịt ra, đến khi nào xương lộ ra, người này liền phế đi rồi. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không giảng giải tường tận, nhưng âm lâu nghe xong vẫn hoảng sợ, kinh hãi bưng kín miệng, đứng im như trời trồng rõ ràng có vẻ ngoài là một người ôn nhã, ấy thế mà lại nói ra những lời khiến lông tơ người ta dựng lên san sát. Nàng có chút khó tin, chẳng trách người đời vừa nghe tới đông sưởng và cầm y vệ liền có thật giật mình, hình như nàng chỉ nhìn thấy điểm tốt của hắn, lại quên mất hắn vốn mưu sinh nghề gì. Hắn cùng nàng sóng vai tàn bộ, phân hoa phất liễu mà đi, thấy nàng không nói gì, hắn cúi đầu hỏi nàng thần làm nương nương sợ rồi sao. Phân hoa phất liễu miêu tả dáng đi đẹp của người phụ nữ. Nàng ngập ngừng có một chút, khóe miệng hắn trầm xuống, nữ khi bất đắc dĩ, những thủ đoạn đó chỉ dùng để đối phó với những người phạm tội, nương nương một không vi phạm pháp lệnh, hay không ăn hối lộ, nào có gì phải sợ đâu. Hơn nữa có thần ở đây, cho dù nương nương có hãm hại cả thiên hạ, thần chống lưng cho nương nương, hiển nhiên nương nương không cần sợ hãi. Đây là điểm tốt của việc giao hảo với người xấu, bảo hộ ngươi mà không cần hỏi nguyên nhân nhưng loại che chở này không phải vô điều kiện người như hắn tám phần là giống với bọn thương nhân không có lợi sẽ không chịu dậy sớm đâu hai người không nói gì thân ảnh nàng thấp thoáng nơi đuôi mắt hắn hắn thở dài khe khẽ vừa rồi thần vẫn chưa nói xong hoàng thượng đồng ý cho nương nương cùng thần xuống phía nam tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của hoàng thượng đối với nương nương đêm nay hoàng thượng sẽ tự mình giá lâm mời nương nương sớm chuẩn bị nghênh giá tiền viện đã bố trí xong đợi vào đêm sẽ mời nương nương di giá thính đường, phòng lớn, thần ở một bên cũng tiện trông non. Lời vẫn chưa nói xong, ngoài cửa đã thấy Tào Xuân Áng dẫn người bê hộp gỗ tiến vào, khom lưng hành lễ với âm lâu, cất cao giọng nói, nương nương kim an. Đốc chủ lệnh nô tài đưa phấn son tới cho nương nương, tất cả đều là hàng thượng phẩm ngoại bang tiến cống, màu sắc cũng rất đẹp, rất thích hợp cho nương nương trang điểm. Đồng Vân đứng bên hành lang vội tiến lên nhận lấy, nhún một cái cảm ơn tào xuân áng, bê hộp gỗ về phòng. Tiêu đạc không để ý xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn kỹ mặt nàng, lát nữa hoàng thượng tới rồi, nương nương thuần tịnh như thế này cũng không được. Thần sai người chuẩn bị nước thơm cho nương nương tắm, nương nương trang điểm cho đẹp, đây đều là lễ nghĩa tiếp giá. Âm lâu ậm ừ, còn phải tắm gội sao? Theo hán thần thấy, liệu hôm nay có phải hoàng thượng? Nàng chưa nói xong đã đỏ mặt, hai má ửng lên, Màu sắc ấy lại càng đẹp hơn son vân gấp mấy lần Hắn cười Hai mắt hơi tối lại Thần nghĩ do chuyện lần trước Lần này vạn tuế ra sẽ không đến mức đường đột Nhưng mà thánh tâm khó dò Rốt cuộc đang tính toán cái gì Chỉ có mình hoàng thượng biết Thần muốn dặn dò nương nương mấy câu Nếu hoàng thượng có ý định lâm hạnh Mong nương nương phải chu toàn thích đáng Trinh tiết là tiền vốn cuối cùng của nữ nhân Tốt xấu gì cũng phải giữ kỹ Hoàng thượng ban ân không phải không thể chỉ là chưa đến lúc. Thần thấy nương nương, uyền mị không đủ, khó mà giữ được thánh quyến, cho nên vẫn là đợi đến khi tấn vị rồi lật thẻ bài, lúc đó mới có thể an tâm. Sau này sẽ chu toàn thế nào, còn phải dựa vào bản lĩnh của nương nương. Ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện cắn người như lần trước, phải biết nay đã khác xưa, làm thiên nhan tức giận, mọi sự sẽ không dễ dàng, nương nương đã hiểu ý thần chưa? Hiểu thì hiểu, nhưng hắn nói cái gì mà huyền mị không đủ, rõ ràng là ám chỉ nàng không có mùi vị nữ nhân không giữ được chân nam nhân đây mà âm lâu cảm thấy không phục lắm đôi khi nàng soi gương cũng thường tự cảm thán mình càng soi càng thấy mình xinh đẹp sao lại có chuyện hắn nhìn không vừa mắt nàng căm giận phồng mặt nói ta hiểu ý hắn thần nhưng phi tần hậu cung đâu phải gái thanh lâu bên ngoài uyển truyền là tất yếu nhưng yêu mị thì rất không ổn hắn nhướng mày nương nương vẫn chưa hiểu nữ nhân phong tình vạn trùng trên đời này có nam nhân nào không yêu. Hậu cung tranh sùng, tuyệt nhiên không chỉ dựa vào thơ từ ca phú, làm thế nào để lưu giữ trái tim vạn tuế ra, còn không phải là bằng thủ đoạn khuê các sao. Thần hỏi nương nương, làm thế nào để nam nhân không thể rời bước, nương nương đã từng nghĩ qua chưa? Nàng sinh ra trong thi thư cựu tộc, tuy rằng lớn lên chấp vã nhưng ít nhất vẫn hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, sao mà biết làm thế nào để nam nhân không thể rời bước? Hắn hỏi câu này, nàng trả lời được mới là có vấn đề. Hắn không đợi được nàng trả lời, thổn thức không thôi, thần phải mời cho nương nương hai vị thầy, chuyện nương nương phải học thực sự quá nhiều. Cứ tạm gác lại đã, nương nương mau bảo nô tỳ hầu hạ tắm rửa, không nhanh sẽ không kịp đâu. Nói xong lại nhìn nàng, sắn tay áo lên hỏi, hay là nương nương ngại chân tay các nàng không nhanh nhẹn, muốn thần tự mình hầu hạ. Phù đồ tháp Holic audio. Chương 24, khiếp sơ thường. Đương nhiên nàng sẽ không đồng ý, không thèm lên tiếng tự mình rời đi. Đồng Vân cởi áo váy cho nàng, tỉ mỉ kỳ cọ trên vai trên lưng, vừa kỳ vừa nói, có tiêu trưởng ấn ở đây, em cũng không dám đến gần chủ tử, dường như hắn chỉ thích ở cùng một chỗ với chủ tử, không thích có người khác xen vào, chủ tử nói xem có kỳ lạ không. Âm Lâu vốc nước rửa mặt, hàm hồ nói, hắn không thích người khác thân cận cũng không lạ, mỗi người mỗi tính mà chỉ là ban nãy kể về hình phạt của đông sưởng bọn họ, dọa ta sợ hãi không ít. Dung nhà này của hắn chẳng khác gì công tử nhà phú quý, ai biết được thủ đoạn của hắn độc ác tới nhường nào. Ánh sáng ảm đạm trong phòng tắm nhỏ, xung quanh đều giăng màn, chỉ có cửa sổ phía đông hơi hé mở, gió thổi tới làm những sợi tua rua trên màn nhẹ bay. Nàng rụt người xuống nước, mặt nước bốc khói mù mịt hun đôi má nàng ửng đỏ, nàng thờ ngắn than dài mà nói, lát nữa hoàng thượng tới rồi, ta sợ hắn lại giống như lần trước em nói xem ta phải làm sao mới được đây đồng vân cũng chẳng nghĩ ra được cách gì chỉ nói vậy thì đành chịu thôi khi trước còn là thân vương đã xông vào nhị sở điện lúc nửa đêm bây giờ không còn thế nữa người ta đứng trên kim loan điện nắm quyền sinh sát thiên hạ hắn đã hạn quyết tâm muốn lâm hạnh em thấy chủ tử cũng chỉ còn nước nghe lời nhưng tiêu hán thần đã nói không thể để hắn ra tay nàng vẫn còn bực bội sâu muộn cao nhau Hắn còn nói ta thiên phú không cao, không giữ được nam nhân, muốn mời thầy đến dạy dỗ ta." Đồng Vân cầm khăn lau mặt cho nàng, nghe vậy thì phì cười, "Chủ tử đừng nói nữa, Tiêu Hán thần nhìn người thật chuẩn. Có người mỹ cốt thiên thành, chỉ một cái liếc mắt đã câu mất hồn người ta. Chủ tử thì sao, cứ như đang trợn trắng mắt lên vậy, chủ tử trời sinh không có thiên phú này." Nàng bị Đồng Vân cười nhạo không biết bao nhiêu lần, sớm đã không thèm tức xoay người ghé vào thành thùng tắm hỏi nàng em nói xem hắn sẽ mời thầy gì cho ta đồng vân cười tóc nàng xuống lấy một chút cao bồ kết chậm rãi thoa lên khẽ lẩm bẩm còn là thầy gì được nữa tám phần là người am hiểu chuyện phong nguyệt chơi đùa ân ái nhiều năm tiêu trưởng ấn định đào tạo chủ tử thành yêu phi sao chủ tử thế này không biết có dậy nổi không âm lâu bất bình hít vào một hơi em xem thường ta à sao ta lại không thể thành yêu phi chỉ cần ta dụng tâm học, em cứ chờ mà xem. Em chỉ nói vậy thôi, Đồng Vân mặt đầy khinh thường, chủ tử nhìn lại mình đi, khi đứng cạnh tiêu trưởng ấn, so với hắn chủ tử còn giống nam nhân hơn. Âm lâu bị đả kích không nói nên lời, nhưng đây là một sự thật bi ai, nàng thân là nữ nhân lại không biết sử dụng cho tốt, phí phạm của trời. Nói đến phí phạm của trời, nàng nháy mắt hỏi Đồng Vân, vậy em nói xem ta có đẹp không? Đồng Vân ậm ừ, đẹp thì đương nhiên là đẹp, không xinh đẹp làm sao mà vào được cung. Nhìn tổng thể chủ tử, tứ chi cân xứng, chân thon dài, nơi nên đầy thì đầy, nơi nên thon cũng thon, cởi xiêm y ra cũng có thể coi là vưu vật, so với chủ tử trước kia của em còn đẹp hơn một chút. Đúng không, ta cũng cảm thấy chính mình rất thuận mắt, nhưng ban nãy bị tiêu đạp nói vậy, ta thấy hơi hoài nghi. Nàng mặt ủ mày ê, đồng vân lại thuận miệng chiêu chọc, kể ra chủ tử cũng lạ, để ý đến lời hắn làm gì, hắn đâu phải hoàng thượng đẹp hay không không đến lượt hắn nói. Nếu chủ tử mà xấu, liệu hoàng thượng có phí sức cứu chủ tử ra không? Âm lâu uể oải ư một tiếng, tắm đã đủ lâu, bảo đồng vân gọi người vào hầu hạ. Lau khô người xong, nàng khoác lên một bộ yên la mềm màu vàng nhạt điểm hoa, tự mình vấn tóc đi ra ngoài. Vừa vén mảnh lên đã giật bắn mình, hán thần vẫn chưa đi. Hắn đứng trước bàn trang điểm xem xét đống son phấn, cũng không nhìn nàng, cầm một hộp phấn bạch ngọc lên xem, mở ra cúi đầu người, cử chỉ lười biếng thong dong, lại thêm phong cảnh ngoài cửa sổ làm nền, giống như một công tử xinh đẹp nhẹ nhàng thoát tục, cũng có ngạo khí của kẻ giết vạn người không chớp mắt. Đúng là quá đẹp, âm lâu nhìn mà tim đập loạn, bộ dáng khoe khoang tư sắc này, không biết là có ý đồ gì nữa. May mà hai đời đế vương chưa thấy truyền ra lời đồn háo nam sắc, nếu không vị dung hoa nguyệt mạo này còn có thể bình yên vô sự đứng đây. Có quỷ mới tin trên nền đất trải thảm hoa, dẫm lên không tiếng động. Người hầu xung quanh hắn không nhiều lắm, âm lâu ngó trái ngó phải, nô tỳ trong phòng bỗng nhất loạt lùi ra, đồng vân từ trong phòng tắm đi ra cũng hành lễ lui xuống. Nàng sách giày vải trong tay, có chút khó xử, sợi nhung mềm mịn giống như đang cù lên gan bàn chân, nàng cuộn ngón chân lên, vội buông giày xuống sỏ vào. Hắn vân vê chút bột phấn trên đầu ngón tay, chất phấn tinh tế, mùi hương cũng tốt, liền dương mắt nói, thần thay nương nương chọn phấn, nét mặt nương nương cao khiết, dùng màu sắc quá diễm lệ sẽ phản tác dụng, vẫn là tiểu hồng xuân này. Chưa nói rất lời đã im bặt, nàng mới tắm xong, trên người còn đọng vài giọt nước, trông như cành liễu non ngày xuân, càng thêm tươi mới sinh động. Yên la mềm nhẹ nhàng che đi thân thể tươi trẻ, nàng đứng giữa tấm màn lụa dệt hoa, nét mặt luống cuống giận dữ. Mái tóc buông thả tùy ý xóa trước ngực, phần áo nơi xương sườn ướt thành một mảng hình hài vừa ngây ngốc vừa khiến người ta chiều mến đột nhiên làm hắn cảm thấy thất thố nhưng chút thất thố chỉ là thoáng qua hắn nhanh chóng định thần thanh thản nhìn lại nàng nói chuyện với nàng như không có gì xảy ra sao nương nương lại thất thần hắn bỏ hộp ngọc xuống vươn tay về phía nàng tới đây để thần trang điểm cho nương nương nàng nghe xong cúi đầu bước qua yên la mềm có chút mỏng vốn dĩ rất phù hợp để mặc trong khuê phòng không ngờ hắn ở đây, làm nàng cảm thấy không tự nhiên chút nào. Nàng tới bên giá áo lấy một chiếc áo ngoài thêu mẫu đơn vừa đi vừa khoác, còn chưa kịp xỏ tay áo lại bị hắn nhẹ nhàng sốc lên. Tóc còn ướt, mặc cái này làm gì? Hắn ném áo ngoài xuống ghế bành, dắt tay nàng, kéo nàng tới ngồi trước bàn trang điểm. Gương đồng lớn phản chiếu hình ảnh hai người bọn họ, một đứng một ngồi. Nàng một thân y phục nhẹ nhàng, hắn thì mặc duệ táp đỏ son, đội mũ ô sa mạ vàng, màu sắc đậm nhạt thích hợp hài hòa như tranh vẽ hắn chậm rãi cong eo xuống cho cao bằng nàng nhìn chăm chú khuôn mặt nàng trong gương nỉ non bên tai nàng nương nương vén tóc mái lên thần mới phát hiện hóa ra giữa mày nương nương còn có một nốt ruồi chu xa diện mạo tốt như vậy che đi làm mất phong vận thật đáng tiếc nàng không quen bị hắn ghé sát hơi dịch người ra miễn cưỡng cười nói ở quê ta những cô nương chưa xuất giá đều để tóc mái Chờ đến ngày gà đi mới được hỉ nương xe mặt vén lên. Hắn ấn tay lên vai nàng, có thể cảm nhận làn da ấm áp qua lớp vải mỏng. Vừa rồi nàng né tránh dịch người đi, hắn không hài lòng, lại chỉnh nàng trở về như cũ. Chọn một hộp chiếc hộp phấn nhỏ trang trí hoa sen, sợi bông đã dính đủ phấn thơm, đánh một tầng mỏng lên mặt nàng. Tay chân hắn lưu loát, xem chừng rất thành thạo việc này. Ban đầu âm lâu còn không quen lắm, sau lại thấy hắn quả thực nghiêm túc. Trong lòng mơ hồ giấy lên một nỗi cô đơn. Hắn tinh tế như vậy, hẳn là nhờ trước đây hầu hạ hoàng hậu mà luyện thành. Nàng dương mắt nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhẹ giọng nói, phân vị này của ta, sao dám để hắn thần hầu hạ, vẫn là để ta tự làm đi. Nàng định nhận lấy hộp phấn kia, ai dè hắn dịch cổ tay đi, tay nàng vừa đúng đè lên mu bàn tay hắn. Kể cũng lạ dường như nhiệt độ cơ thể hắn luôn thấp hơn một chút so với người thường vài lần tiếp xúc đều không hề cảm thấy ấm áp. Đó là một cảm giác khó tả, hơi buôn bút, có khi mùa hè sẽ cảm thấy thoải mái hơn người khác nhiều. Hắn không đối diện với nàng, đôi mắt ngó xuống, thấy trên mặt nàng mang theo chút xấu hổ, vội vàng thu tay trở về. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, càng cố tình xoay mặt nàng qua, mở hộp lấy một thanh loa từ đại chấm vào chút nước, khom lưng vẽ mày cho nàng. Đôi mày doanh doanh thu thủy, tự mang theo bảy phần gợn sóng, bên trái thêm hai bút, bên phải thêm hai bút, màu sắc dần gia tăng, làm khí sắc nàng càng thêm tươi tắn. Hắn hài lòng bỏ loa tử đại xuống, cười nói, xưa nay nương nương không mấy trăng.